Hôm nay Thi Thu sẽ nấu cháo lòng nha cả nhà các bạn. Đây cháo lòng thành phần thì Thi có mua huyết, thịt bằm, rồi gan, rồi ruột, rồi cuốn họng heo. Rồi Thi sẽ nấu cháo lòng. Và một món thứ hai là tôm chiên nha cả nhà. Thu với Thi bây giờ ăn tôm chiên riết rồi thành con tôm luôn cả nhà ơi. Tôm chiên muối ớt. Đó. Thành phần bây giờ Thi luộc xong rồi nè, Thi với Thu sẽ sắc ra là sẽ có một nồi cháo lòng hoành tráng nha cả nhà và các bạn. Này nó đùm ruột nó ngon nè cả nhà ơi. Đùm ruột nó ngon, cuốn họng nó cũng ngon. Bây giờ Thi và Thu chỉ sắc ra làm nước mắm thì cũng đã xong rồi. Đó, cái này cái chẳng dừng đó cả nhà các bạn. Cái chẳng dừng nó ngon dạ dữ lắm cả nhà các bạn ơi. Nãy nãy Thu sắc Thi thì ăn dụng. Nãy này này nó nồi cháo đây, nồi cháo huyết với thịt hồi nãy là Thi bỏ vô hết luôn nha cả nhà các bạn. Để vô hết trong cái nồi cháo rồi luôn. Giờ đã nêm nếm xong nó vừa ăn rồi cả nhà các bạn ơi, nó ngon. Nó ngon hừng hực rồi. Mời cả nhà các bạn ăn cùng Thi nha. Chiên hoài ha. Làm được cái làm hoài ha. Chiên giòn rùm rụm. Rùm rụm. Chiên được chiên hoài cả nhà các bạn ơi. Mời cả nhà các bạn bắt đầu ăn cùng Thu Thi tiếp tục. Tiếp tục. Hello, xin chào cả nhà, xin chào các bạn. Bữa nay Thi với Thu sẽ ăn tôm chiên và cháo lòng nha cả nhà các bạn. Mời cả nhà nha. Thi ngồi bữa nay ngồi chỗ này nó phức nắng. Đó, mời cả nhà nha, với hai nó đông quá Thi tắt tiếng cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn cháo lòng cùng Thi với Thu nha. Cháo lòng bữa nay ngon cả nhà ơi. Ruột gan, cuốn họng. Nói chung là Thu nấu là Thi mua đủ đồ chân rồi. Thu nấu ngon trên cả tuyệt vời. Thịt nó ngọt chứ phần đói bụng nữa cả nhà ơi. Sáng giờ trời lạnh mà đói bụng nữa. Rồi Thi với Thu ngồi nó ngược cái tầm ánh sáng thành ra không thấy rõ cả nhà thông cảm nha. Mời cả nhà nha. Đói quá ăn không nói nên lời cả nhà ơi. Thì bây giờ Thi có gì đăng nấy, có nhiêu đăng nhiêu cả nhà các bạn xem đừng cười Thi với Thu nha. Cháo nóng quá, tắt tiếng tại cũng hơi đông rồi, dưới nó ngoài Thu quán hơi ồn cả nhà, rồi thành ra Thi tắt tiếng để ồn cái nói tập âm tập ý gì đó. Nói chung ra thì Thi không gành thì làm sao thì đăng lên vậy. Ngon quá cả nhà, đói bụng bởi vì người ta nói có ha, đói bụng ăn cái gì cũng ngon. Hai đứa thì giờ cứ ngày nào cứ nấu ra một món gì đó để ăn rồi sẵn rồi đăng lên cho các bạn cả nhà cùng xem. Ngon quá, Thu nấu ngon quá cả nhà ơi. Cái dĩa bên đây, cái chỗ để lấy cái thùng nước ngọt để không có cái bàn nữa đó cả nhà. Thấy Thi khổ không? Để cái dĩa không có chỗ để nữa.
để làm sao mà hai đứa ăn được, tính ăn chung với mà ông chồng luôn với mấy người bạn luôn, mà thôi để hai đứa ăn riêng 5 phút đi, để ăn chung lỏng quá không nghe. Cái gan nó béo thu ơi là thu, béo quá xa béo, béo quá xa béo thu ơi. Nước mắm, lấy nước mắm chấm, nãy giờ chấm hết chén nước mắm bên đây sang chén nước mắm bên kia. Đáng lẽ là để cho Thu nói đó, thì nói nghe ồn 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 quá, khói nghi ngút cả nhà ơi. Trời lạnh này mà ăn cháo lòng thì còn cái gì. Thì Thi với Thu thì thích ăn thịt, còn chồng thì Thi thì không thích thịt, thích hải sản. Thành ra ăn tôm chiên riết rồi hai đứa nó mới gặp con tôm, nó ngán muốn thành con tôm luôn cả nhà ơi. Nhưng mà riết bây giờ không biết ăn cái món gì nữa, không biết đăng lên ghệ hết hết biết đường đăng rồi cả nhà các bạn ơi. Cả nhà các bạn thông cảm giùm Thi nha. Đó. Thu Thu đó, Thu nói là đây là miếng gan nè, đây là miếng đó chẳng dừng nè, đây là cuốn họng nè đó. Thu Thu ăn mà Thu Thu giới thiệu đó, mà tại vì Thi tắt tiếng rồi. Đó. Còn Thi thì ăn rau ngò gí, mà trời lạnh này chắc sáng nữa ha, trời lạnh nữa ha, nấu một nồi cháo lòng ha, cả gia đình với bạn bè cùng ăn thì còn gì bằng nữa cả nhà ơi. Trên cả tuyệt vời. Miếng lá lách, miếng lá lách nó béo mà nó mềm mềm ngon, gan nó cũng béo, chấm nước mắm mà mình làm nước mắm chua cả nhà chấm, rồi có hẹ giá nữa mà Thi bơi múc thì nó nãy giờ ăn ba bốn chén luôn á nhà ơi. Hừng sáng không có ăn sáng, ăn sớm thành ra ăn quá xá ngon. Để vô múc vô chén cháo ha, để miếng rau miếng tiêu ha, trời ơi nó ngon, nó ngon ngất ngây, trời mây ngon không sao tả nổi cả nhà ơi. Đó. Hai đứa sáng tới giờ lui cui làm đó bụng quá rồi, thành ra ăn ngon lành luôn. Tới tôm là dội cả nhà ơi, tới tôm ngán ăn chừng con đứa ăn con tôm thôi cả nhà, chứ không ăn nhiều nổi, chủ yếu là ăn cháo ngon quá, lâu lâu ăn cái ngon. Dắt sừng sáng ha, bắt lên nồi cháo xong cái đi mua đồ lòng về thả vào. Trời ơi gọi đây Thi thì lặt rau ha, sắt gừng cho nhuyễn ha, đâm tiêu cho cay ha. Trời ơi khói nghi ngút hút vô một cái ha, còn gì mà ta nói quá quá đỉnh và quá siêu quá ngon Thu ơi. Đó, Thu Thu giới thiệu miếng cuốn họng này nha cả nhà các bạn, nó cuốn họng nó giòn giòn, còn gan á thì nó béo, ruột thì nó cũng béo, ăn cái này là dễ dễ mà cho Thu tăng cân lắm đó cả nhà các bạn ơi. Giác sáng mà nấu được nồi cháo lòng ăn gì với bạn bè với gia đình rồi thì thôi trên cả tuyệt vời Thu ơi. Đó Thu ăn con tôm đi, Thu ăn thử đi, bắt đầu nè cả nhà coi nè, các bạn coi nè nha, ăn xong cái lột ra đưa đậu cho Thi nè, ăn tôm ăn cái mịn không à, mà mới tập ăn đó đó, không ăn cái đầu tôm bữa nay ngon cả nhà ơi, gạch không à. Rồi tập ăn được nhiêu rồi đó, chứ không thôi đó là Thu không ăn hải sản luôn nha cả nhà các bạn. Thì bữa nay cái clip bữa nay thì Thi nấu cháo lòng, như là chủ đề chính là cháo lòng cả nhà ơi. Hừng sáng mà nấu nồi cháo lòng ha, mà để gừng để tiêu ha, rau sống ha, đậu lòng thì đủ thứ nha cả nhà các bạn. Gan nè, lách cái gì lá lách nè, quýt nè, thịt nè, chẳng dừng nè, cuốn họng nè, ruột nè, là đủ đủ bộ đầu lòng trong con heo. Bắt lên một cái nồi cháo nghi ngút đâm tiêu cho cay, gừng sắc nhuyễn thả vào thì thôi ai cũng phải thèm chem chép, quá ngon quá đỉnh.
cả nhà mà dắt sáng mà không ăn sáng thử như giờ này như Thu với Thi ra là chắc còn ăn không, còn dữ nữa nghe. Đó, cái đầu gõ gạn không, cái đầu gõ gạn Thu đưa cái đầu, mà cái đầu bữa nay ngon cả nhà ơi, gạch không à, thành ra không phản đối. Đứa đậu vậy là không phản đối đó, tại vì cái đầu nó có gạch rồi. Còn mà bữa mà cái đầu không gạch là phản đối nha, bữa nay không phản đối. Ăn nồi cháo ấm bụng ấm tình, đồng chí cùng đồng đội vui ơi là vui. Còn tôm mà Thi ăn hết nổi rồi cả nhà ơi, Thi ngán tôm rồi. Thì bây giờ Thi dừng cái video ở đây, Thi xin tạm biệt cả nhà. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà ngày mai. Nếu như cả nhà có xem kênh Thi thì hãy nhớ bấm đăng ký, like, share, ủng hộ Thi nha. Bye bye.